Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và có phương án chuẩn bị xét xử vào tháng 3 năm 2024. Theo đó, hồ sơ vụ án Vạn Thịnh Phát nặng hơn 6 tấn, lên tới gần 1 triệu bút lục, đựng trong 104 rương hồ sơ và được chở bằng xe tải chuyên dụng đến tòa để đảm bảo an toàn. Vụ án sẽ do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu giải quyết. Từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thâu tóm nắm giữ từ 85 đến 91,5% cổ phần ngân hàng SCB, trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng SCB chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm. Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh truy vết, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền. Bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Được biết, số lượng luật sư bào chữa cho 86 bị cáo trong vụ án đến thời điểm này lên tới khoảng 200 luật sư. Đây là giai đoạn 1 của vụ án, xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Chuỗi hành vi này không liên quan tới việc phát hành trái phiếu. Do đó, tòa mong người dân hiểu tại sao không được tòa triệu tập và không tụ tập đông trước khu vực tòa án, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong tháng 3 năm 2024 và dự kiến kéo dài hơn một tháng.